Em ngồi đây. Ôi, này, nhìn trông cũng sang chảnh phết nhở. Không ngờ là ông Quân nhà mình cũng vớ được cả ba người. Không biết là bằng thật hay là dẹo. Tuyên, chỉ có bông hoa này mà phải sắc đẹp của em. Em cảm ơn ạ. Quán của anh tuy nhỏ nhưng mà đồ uống độc đáo lắm. Để anh gọi bọn nhân viên. Cái bọn chậm chạp. Quán của anh to thế ạ? Chắc là tốn nhiều tiền lắm anh nhở? Với cả cô Ân đây làm ra đúng không anh? Em ơi! Dạ? Mang cho chị đồ uống ra đây xem nào. Chậm chạp thế nhở? Vâng ạ! Chú số đây đâu rồi? Hả? Chú số gì cơ? À, dạ, không có gì đâu ạ. Mẹ em dưới quê mới trúng sở số mà. May mắn ghê. Lâu à, em mời anh chị ạ. Ừ. Anh có muốn xem thêm menu không ạ? Khỏi. Ở đây làm gì có ai thuộc cái menu này bằng chủ quán. Em nhở? Mang thêm ít đồ ăn vào tới đây. Nhanh đi cho đây. Vâng ạ. Eo ơi, không biết là em tu được mấy kiếp mới gặp được anh đấy ạ. Vừa đẹp trai, tài giỏi, lại mở hẳn được một quán đặc biệt như thế này. Úi dồi ôi. Kimmy đâu? Kimmy đâu rồi? Cái gì ạ? Em xem đây này. Cái bàn nó bẩn như thế này, lau như thế à? Em sẽ cố gắng lần sau ạ. Anh chửi ở đường đấy nhá, đi vào. Ôi, anh oai phong thật đấy ạ. Đúng là ông chủ. Mà anh có biết em ước mơ gì không ạ? Em ước là em sẽ mở được một quán ăn cho riêng mình. À, ôi dồi, chuyện đấy đơn giản mà em. Nếu ý, anh với em mà một quan hệ này tiến xa, anh mở cho em luôn, không vấn đề. Mà từ nãy đến giờ ngồi nói chuyện nước nguội hết rồi. Em ơi, thay cho anh hai cốc khác, nước hết lạnh rồi này. Trời, ghét cả đôi. Ôi dồi, thôi kệ đi, vì thịt nướng. À, được. Alo ạ? Dạ. Chết rồi anh ơi, nhà em có việc nên phải về trước rồi ạ. Ngồi thêm một tí đã. Không được rồi ạ, nhà em có việc gấp. Hẹn anh hôm khác nhá. Sao anh nhở? Đi. Ra ngoài đi. Anh ơi. Đi sao rồi đây, ạ? Sao đây? Sao rồi? Này, mà em nghĩ là anh phải nói thật với chị đi. Sớm muộn gì chị chả biết. Lỡ người ta phát hiện ra, biết anh nói dối, không thích anh nữa thì anh mình forever luôn ạ. Lời nói dối thì không có chân, nhưng tai tiếng thì lại có cánh đấy. Thomas Fuller. Em nghĩ sớm muộn gì anh sẽ bị phát hiện thôi. Tốt nhất là anh nên nói thật đi. Mời quý khán giả đón xem vào lúc 21:30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3.